bộ phim Cậu bé siêu người máy Astro. Không phải vậy sẽ rất tuyệt sao? Uran học piano à? Hầu hết bạn của con bé đã học thứ đó được 3 tháng rồi. Anh biết không, một số bé còn là bậc thầy về nhạc Chopin nữa đó. Nhưng em không nghĩ con bé còn hơi nhỏ để học sao? Không có. Anh biết họ nói gì không? Càng nhỏ càng tốt. Đừng nói với anh là em đã quên chuyện gì xảy ra tại cửa hàng nhạc cũ rồi nha. Vậy là càng có lý do cho con bé học đàn. Nó sẽ dạy cho con bé cách cư xử giống con gái. Nhưng anh vẫn nghĩ tập vẽ hợp hơn với con bé. Anh vẫn chưa quên chứ. Đó, được coi là anh đấy. Thôi được. Có năng khiếu hay không thì vẽ tranh giúp con bé lớn lên sẽ lịch sự hơn. Học đàn chứ. Học vẽ. Học đàn. Ba mẹ cãi nhau chuyện gì vậy ạ? Ủa, em gái con đâu rồi? Uran à, con nghĩ em ra ngoài chơi rồi. Cái gì? Trả xe cho em đi. Đừng có khóc nữa. Chị sẽ trả xe lại cho em. Làm thứ này đi được bằng cách nào vậy? Đồ máy móc ngớ ngẩn. Chạy thôi. Tập phim Chị em sinh đôi của Uran. Trận tranh giải vô địch người máy đấu vật sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Đấu vật hả? Nghĩa là người máy đấu với nhau phải không? Anh thừa biết là em luôn muốn coi mà. Vào coi nhanh lên đi anh, nhanh lên. Chúng ta nên về nhà thì hơn, không thì mẹ sẽ nổi giận đấy. Chỉ một chút thôi mà. Uran. Thôi nào Uran, chúng ta phải đi thôi, Uran. Astro. Thôi rồi. Thật đáng trách. Thầy biết là người máy đấu vật đang thu hút con nít, nhưng thầy vẫn không thể tin được vào mắt mình là thầy tìm thấy em ở đây đấy. Nhưng em có thể giải thích ạ. Đừng có bào chữa. Chỉ cần ý tưởng cho người máy đánh nhau là thầy mắc ói rồi. Barbarin. 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 Cho tôi xin chữ ký đi. Làm ơn bắt tay tôi đi. Barbarin. Làm ơn đi. Người máy được tạo ra không phải cho những việc này. Barbarin. Theo quan điểm giáo dục thì Barbarin, cậu đang giẫm lên rim mép của tôi đây. Ôi Barbarin. Barbarin. Mẹ cho chúng tôi vào đi. Đi mà. Cho vào. Mẹ rồi. Anh không thể vào. Dừng lại, không vào được. Mở cửa đi mà Barbarin. Nè, để tôi giúp anh cho. Cô là ai vậy? À, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Wow, khán đài rộng quá đi. Giờ hãy nhớ, chúng ta chỉ ở đây để tìm Uran thôi đó. Nhưng nơi này rộng quá à. Lại còn nhiều người nữa, chúng ta sẽ không tìm thấy em ấy. Và kính thưa quý vị, hôm nay là trận đấu đầu tiên mà các bạn đang mong đợi. Tại góc đỏ, con hổ Mông Cổ thành các tư hạng.
và tại góc sân, hoàng đế Đức Sorakian. Hạ anh ta đi nào. Ôi, cậu làm gì vậy? Hạ anh ta đi. Phải đó, đúng rồi, hạ anh ta đi. Đúng rồi, đánh đi nào. Thầy ơi, đúng rồi. Thôi nào, cố lên. Cố lên. Wow. Hả? Jorin thuộc loại AK-108M, bộ não hư hỏng 82%, năng lượng chuyển đổi thiệt hại 90%, động cơ số 2 và số 4 hư hỏng 75%. Được rồi, người có thể bỏ nó đi. Giáo sư Hagati. Ôi, chào chú Tết. Chào ngài, đấu sĩ của anh đi quá xa rồi đó. Họ luôn chiến đấu cho tới khi một người bị hỏng. Anh không thể cài chương trình để chúng ngừng lại trước khi bị pháo hỏng sao? Nhưng mà đó là lý do khiến người máy đấu vật nổi tiếng mà. Người xem muốn nhìn thấy như vậy. Coi đi nè, sau mỗi trận đấu, tất cả chỉ còn lại là một đống phế liệu. Tôi sẽ phá sản mất. Chà, vậy thì không cần phải lo lắng. Ông nhìn đằng kia đi. Chà, một người máy báo điện sao? Được rồi mèo con, cho ông chủ thấy ngươi có thể làm gì đi nào. Wow! Nó tách ra làm hai. Ông nghĩ thế nào? Ngài thấy phát minh hai trong một của tôi thế nào? Với thứ này, bất kỳ người nào cũng có thể tách ra làm hai cá thể sinh đôi. Thông minh đó. Như vậy một người máy chiến đấu bị hư hỏng phải sửa chữa thì con kia có thể thay thế. Tuyệt vời. Và nếu người máy bị hư hỏng hoàn toàn, ta có thể tái sản xuất một con khác bằng cách sử dụng một bộ phận còn lại. Thôi nào, cố lên. Đứng lên đi. Cố lên. Con sẽ đợi bên ngoài nhé, thầy Daddy Warus. Ta biết đây chỉ là một phần của màn trình diễn, nhưng như vậy là quá đủ với ta. Nè, ai vậy? Con bé kia làm gì vậy? Ủa, ai vậy? Uran. Chơi xấu quá. Sao người dám tấn công đối thủ khi họ ngã xuống? Uran, coi chừng kìa. Nè. Hả? Con bé ngăn cản được nó. Hả? Mạnh ghê ta. Uran, ngươi không giỏi tới vậy đâu. Đồ xấu xí. Wow, ném bay luôn kìa, không thể tin được. Nè. Wow, Uran, vậy là đủ rồi đó. Astro, em rất mạnh phải không? Hay quá. Nè, con bé kia có tiềm năng đó. Ta sẽ có màn trình diễn hay, bắt nó cho ta. Không được, tôi không muốn nghe. Ông không có quyền để một cô bé gái đấu vật. Nếu về tiền bạc thì chúng tôi có thể lo được. Ai nói về tiền bạc chứ? Là một giáo viên, tôi không cho phép việc này. Dạ, để xem cô bé thấy chuyện này ra sao. Uran nè, cháu nói gì đi chứ? Cháu có thích làm một ngôi sao không? Thực ra cháu cũng thích như em vậy lắm. Em không được phép. Em thấy họ làm những gì với người máy khi chúng bị thua chưa? Họ phá hủy chúng đó. Dạ, em sẽ không thua đâu. Ta chẳng quan tâm người nào nói như vậy. Ta không cho phép. Con có hiểu không? Đi thôi nào Uran. Ta không thể bỏ mỏ vàng dễ dàng như vậy. Đúng rồi, đưa giáo sư Hagati tới gặp ta. Nói Hagati tới gặp ta. Không được, vậy thôi, không được đấu vật. Con sẽ học đàn vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Học vẽ thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Con chơi với bạn khi nào hả? Khi con biết cư xử giống con gái. Đúng rồi đó. Chẳng vui chút nào hết.
Chào cô bé. Hả? Trốn học đàn sao? Cháu chẳng thích học đàn chút nào. Nói cho ta đi, đã bao giờ cô bé chơi trò tin tưởng và ước gì biến thành hai người không? Có chứ. Một người có thể học và người kia có thể ra ngoài để vui chơi. Chà, ta biết chút ít phép thuật, ta có thể thực hiện ước mơ của cô bé. Hả? Ông có thể làm được sao? Nè, đây không phải là sân đấu người máy sao? Phải, đúng vậy đó. Ta là tiến sĩ huấn luyện đấu sĩ người máy. Và ta thật sự thích cách cô bé đấu hôm trước. Ờ, chẳng có gì đâu ạ. Cô bé có thứ có thể trở thành ngôi sao. Chính vì vậy ta sẽ để cô biến từ một thành hai. Biến từ một thành hai sao? Giờ thì cô bé nằm xuống đi nào. Tôi không muốn. Đừng lo. Hay là cô bé quyết định không muốn có chị em sinh đôi giống mình hay sao? Ờ. Ông đang làm gì vậy? Giờ thì không có gì phải sợ đâu. Tôi chỉ cho cô một thiết bị đặc biệt thôi. Hả? Ờ. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Phải, tôi chắc chắn sẽ làm vậy khi con bé trở về nhà. Con về rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Uran trốn học đàn. Con bé đi đâu mới được chứ? Có lẽ con sẽ đi tìm con bé ạ. Có vẻ Astro cần học gì đó về cách cư xử. Hôm nay họ đóng cửa. Mình chắc chắn con bé sẽ ở đây. Ôi ôi, lại thằng nhóc đó. Sao ông làm lâu lắc vậy? Astro tới kiếm con bé kìa. Chờ chút. Mèo mèo yêu, sao con không tấn công Astro đi? Chà, mình cho là mình sai rồi. Uran không có ở đây. Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Sinh vật kỳ lạ tách ra làm hai. Ôi à, ôi à, 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 cứu với. Ôi mình làm được rồi. Sao nó lại tấn công mình chứ? Tôi giúp gì được nào? Ông có nhìn thấy em gái Uran của tôi quanh đây không? Chà, tôi không nghĩ vậy. Hôm nay nơi này đóng cửa mà. Ồ, tôi biết rồi. Nhưng ngày mai cậu có thể quay lại để xem một trận đấu tuyệt vời. Con về rồi. Astro, con đi đâu cả ngày vậy? Con đi tìm Uran nhưng chẳng tìm thấy ở đâu hết. Uran, con bé về nhà lâu rồi. Hả? Mẹ cho con bé một trận và bắt nó về phòng rồi. Ôi, cuối cùng con bé cũng về nhà. Con mừng quá. Có hai trong một thiết bị kết nối với não điện tử của cô. Cô có thể tách ra làm hai bất kỳ lúc nào cô muốn. Biến tôi thành hai. Ơ, cho tôi trở lại đi. Mình không thể đợi tới ngày mai được. Tạm biệt mọi người, con đi đây. Jump. Xin chào Jump. Uran, con có thể ngừng chơi với Jump ngày hôm nay. Con phải tới lớp nghệ thuật đúng giờ đó. Giờ thì nạp băng năng lượng của con vào và đi đi. Dạ, con sẽ đi mà ba. Xin lỗi nha, chị phải đi học đây. Chúng ta chơi sau nha.
biến thành hai đi. Bạn giống hệt mình, bản sao hoàn hảo. Bản sao hả? Cậu là bản sao chứ không phải là mình. Ôi, bạn nói giống y mình. Không biết anh Astro, ba mẹ sẽ nghĩ gì đây? Họ sẽ không thể nào phân biệt được. Wow. Mình biết bạn là bản sao của mình, nên cầm túi đi học đi nào. Chờ chút, bạn mới là bản sao. Bạn chính là người tiến sĩ chế tạo ra. Vì vậy mình có thể vui chơi tại trận đấu vật, còn bạn thì phải đi học. Vì vậy không được nói mình là bản sao. Một cô bé tinh nghịch. Uran với nụ cười ngây thơ. Uran. Tôi là Uran thật sự. Mọi người nói cô bé xinh xắn như một bông hoa, dễ thương như một ngọn gió. Ôi cô bé Uran, bạn chính là bản sao của mình. Thậm chí anh Astro cũng không phân biệt được. Nhưng tôi biết mình là ai. Mọi người nói cô bé xinh xắn như một bông hoa, dễ thương như một ngọn gió, một thiên thần giống Uran. Mình biết mình là người thật. Nè, chuyện này không bao giờ kết thúc. Chúng ta sẽ làm gì đây? Thôi được, chúng ta hãy quyết định bằng kéo bố bao đi nào. Thôi được, làm đi. Phải, và nó sẽ đánh bại mọi đối thủ. Uran có cơ hội đấu với nó chứ? Không, hôm nay Uran bị phá hủy và lần tới Uran kia sẽ đấu một trận. Tôi biết rồi, ý tưởng hay đó, nên cược cả đám đông. Thưa các bạn, trận đấu chính tối nay, phía góc xanh và nằm trong top 3 đôi vật thế giới, chỉ có một mà thôi, Gamaran. Và phía góc đỏ, một cô bé với sức mạnh phi thường, Uran đáng yêu. Quang Hu, hay quá, tuyệt vời. Quang Hu, tuyệt vời. Buồn quá, cậu nên chiến thắng trận đấu đó. Uran, sao em không dễ giống như những bạn khác đi? Tốt lắm, cuối cùng con bé cũng chịu học. Nhưng mình chỉ tới coi xem sao thôi. Quang Hu, hay lắm, hay chơi. Quang Hu, tuyệt vời, hay lắm, hay lắm. Ta sẽ cho người thấy ta làm được gì. Quang Hu. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì với mình vậy? Thôi nào, có chuyện gì vậy? Cố lên. Thôi nào, chuyện gì vậy? Cố lên. Sao vậy? Cố lên. Thôi nào, sao vậy? Cố lên. Cố lên. Cố lên nào, cố lên. Ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Mình chẳng còn năng lượng nữa. Giáo sư Hagati, chuyện này là sao? Có vẻ như là khi tôi chia ra làm hai, tôi cũng đã chia sức mạnh ra làm hai rồi. Đồ ngốc, anh chẳng làm được gì hết. Thôi nào, cố lên. Cố lên Uran. Chuyện gì vậy Elvin? Có chuyện gì với Uran à? Dạ không thưa thầy. Đừng có gạt thầy Elvin. Em đang xem TV cầm tay nữa hả? Elvin, thầy đã nói cả ngàn lần rồi. Là cái gì? Uran đang trong một trận đấu vật sao? Sao ạ? Astro, Uran đang gặp chuyện rồi. Ôi Uran. Astro, con nên cứu con bé ngay đi. Dạ thưa thầy. Anh Astro. Dừng lại Uran, bà nói dừng lại đi mà. Uran. Anh Astro, cứu em với. Chuyện gì vậy Uran? Em trốn hộp đàn thì có người tới nói có thể biến em thành hai. Nếu em thua trận đấu vật thì cả hai tụi em sẽ bị phá hủy. Ôi
Dừng lại. Đây nè. Tội nghiệp mình quá. Ôi, Astro tới cứu con bé rồi, nó bắt đầu trở thành màn diễn thực sự hấp dẫn rồi. Nếu Gamaran thắng Astro, nó sẽ nổi tiếng. Đánh bại Astro đi. Ôi, sao người dám làm vậy? Nhận lấy nè. Ta sẽ lột mặt nạ của ngươi. Hả? Ôi. Anh Astro. Wow, hay quá. Cứu với. Quang hô. Em cảm ơn. Quang hô. Em xin lỗi anh. Quang hô. Kết thúc rồi, đi nào. Chà, được rồi, con bé đã được sửa xong. Quang hô. Hay quá. Xích chút nữa thì tôi hy vọng con bé đã học được bài học. Tôi vẫn muốn con bé học đàn. Chà, có lẽ con bé thích thể thao hơn thì sao? À, có chuyện gì vậy Uran? Chân của em có vẻ như nó cứ đối ngược với nhau vậy. Nó nghĩ cơ thể em vẫn tách làm hai đó. Chúng đang đấu với nhau. Sẽ sớm ổn lại thôi, ngay khi con cư xử giống con gái. Tàu động cơ hơi nước D51 nhìn ngoài đẹp hơn rất nhiều so với trong viện bảo tàng khi chúng tôi đi dã ngoại. Nhưng có một trận bão kinh khủng đe dọa tất cả chúng tôi. Hãy đón xem tập tiếp theo để biết chuyện gì nhé. Tập phim Vượt qua bão tố.